Chào mừng bạn đang đến với chuyên mục truyện ngắn. Sau đây, mời bạn nghe tác phẩm Một trái tim khô, tác giả Nguyễn Ngọc Tư, do SHI thực hiện. Năm Hậu 39 tuổi, Hậu gặp một chuyện ly kỳ. Chạng vạng trên đường về nhà, qua cua bún bò, Hậu bị đâm. Thằng cha này giết người mà nhát khích, nhắm mắt đâm hai nhát nhưng chỉ ngoái trúng bả vai. Thấy Hậu đổ gục, người này còn sám hối một câu, xong quăng dao xuống mương cống chạy mất. Sau câu nói ấy, Hậu mới thấy mình chết ngắt. Chết thương lành, nhưng Hậu mắc chứng trầm uất, hoang tưởng, rối loạn tâm thần. Hẳn cái cú sốc chết đi sống lại ấy khủng khiếp lắm. Hậu đã khóc suốt tháng đầu nằm viện. Uống thuốc vào thì ngủ thiếp, thức dậy đã thấy nước mắt chảy thành hàng. Như thể Hậu đã khóc sẵn trong mơ. Tháng thứ hai Hậu giật giờ, nín thinh nín thích, nằm không muốn dậy, mà đã dậy thì chẳng muốn nằm. Đang ăn rớt đũa, Hậu thà lấy tay bóc, chứ không thèm lượm lên. Rồi bỗng một ngày Hậu tỉnh queo, xin bác sĩ cho xuống bếp bệnh viện nấu cháo từ thiện với chị em. Cha rảnh quá biết làm gì giờ. Giỏi giắn, tươi tắn, đến nỗi không ai tin Hậu còn bệnh. Bác sĩ nhiều khi còn không dám tin, nhưng mãi Hậu vẫn không nhận ra chồng. Thường nhiều lần lại thăm, Hậu ngó lơ. Thường nắm tay, Hậu quạo quọ, mặt nhăn như khỉ ăn gừng, bảo: "Tôi có chồng rồi nghe cha nội. Chồng tôi tử tế đàng hoàng, chứ đâu có cả chớn như ông." Thường buồn quá, tha thểu ra về. Hôm mới giải phẫu xong, cảnh đời mới buồn ác liệt. Khi tỉnh lại, Hậu chỉ biết tê tái hỏi một câu: "Sao anh đành đoạn giết em?" Trời đất ơi, chắc là hết chuyện nói rồi. Ba đêm Thường thức trắng, con mắt trởm lơ, người căng như sợi dây đàn. Lặng người theo mỗi tiếng Hậu rên, hớt hải khi Hậu trở mình. Nhưng đến khi Hậu hỏi câu ấy, Thường mới quỳ xuống rối rít gọi: "Em ơi, em à, em sao vậy? Thấy đau ở chỗ nào? Anh đây mà, chồng em đây, không nhận ra anh sao?" Hậu chỉ nhếch một nụ cười tê dại. Thấy mình quên thật rồi, điên thật rồi. Cái người đàn ông đang đứng trước mặt mình đây là chồng, vậy mà bây giờ nhìn mặt thấy xa lạ, ghê tởm. Thấy mình nẫu lòng ra, muốn chết quách đi cho rồi. May sau này Thường không đến nữa, vì bận túi bụi thay Hậu tiếp nhận chức tổng giám đốc công ty mặt trời, nhiễm nhiên là chủ tịch hiệp hội đồ chơi. Những gì Hậu để lại nặng nề hết sức. Thường than với nhỏ thỏ: "Gặp mẹ con á, lòng ba đau quá." Mà không đau sao được, kỷ niệm tươi rói như mới hôm qua. Hai người cùng nhau nấu bữa cơm chiều, cùng nhau sơn lại đôi cánh cửa, sửa hàng rào, cụm nụm trồng hành quanh chậu ớt. Buổi sớm chung xe đến công ty, vào đấy thì mỗi người một phòng, nhưng ngang qua lần nào cũng búng vô cửa kính chốc chốc để ngẩng lên ngó nhau cười. Hậu đi kiểm tra công việc ở chi nhánh miền Tây, Thường gọi điện thoại theo, ngập ngừng hỏi chỗ ấy mưa nhiều không. Lúc đó Hậu đang căng thẳng vì phát hiện ra một vụ bê bối tài chính động trời, nên trả lời nhát gừng, lạnh ngắt. Phải biết đấy là cuộc trò chuyện cuối cùng, thế nào Hậu cũng nói thêm vài câu: "Em nhớ anh, em yêu anh lắm." Thế nào cũng nhắc chuyện tình xưa xanh mướt màu rau muống luộc chấm tương kho. Chuyện Thường đạp xe chở Hậu đi dưới pháo hoa những giao thừa. Mối tình đẹp nhưng cũng nhiều trắc trở. Mấy bận Thường tránh đi, vì dư luận đồn đãi Thường lợi dụng con gái nhà giàu. Là mấy lần Hậu tất tả giữ người yêu lại. Người ta nói gì kệ họ, em tin anh. Vậy mà bây giờ lạnh lẽo, tan quang như đồng sao bão. Đến nỗi hay tin Thường lấy vợ, Hậu vẫn dừng dưng, tỉnh bơ ba khía. Lòng chỉ xe đau khi thấy nhỏ thỏ mặt xìu co, tuổi buồn ngồi thúc thích. Nó chờ Hậu khóc quá trời, chỉ có nước mắt rơi là hy vọng một trí nhớ, một tình yêu, một mái ấm về lại. Hậu biết nó nghĩ gì nên ôm lấy đôi vai nhỏ, bảo: "Chừng nào con lấy chồng, mẹ khóc cho con coi." Thỏ mếu máo cười: "Ai mà thèm." Rồi mẹ với con nhìn buổi sáng đã lên cao, nghe mùi gió chướng ngọt ngào, thấy chỗ u ám như bệnh viện mà trời xanh, trời đẹp như vậy, chắc ở ngoài kia nhuộm đời tươi rực rỡ. Hậu bảo con: "Sẵn bữa nay mẹ xuất diện cho rồi." Thỏ phì cười. Tưởng nói chơi,
nhưng Hậu ra diện cũng đơn giản như trả phòng khách sạn. Đã mướn sẵn một căn nhà nhỏ như hộp quẹt diêm nằm trong con đường cũng nhỏ. Hậu dọn ngay vào đó, hàng xóm gầy gò ra xe đỡ ít đồ đạc cầm nhôm. Buổi chiều, Thọ chở sách vở, quần áo, búp bê, lại kêu Hậu nói chải tóc cho, bảo thiếu con mẹ bê bối cho coi. Mà mẹ ơi, con nghỉ chơi với ba rồi. Hậu trở lại bệnh viện xin việc, người ta dành cho Hậu một chỗ làm ở khoa ngoại thần kinh. Công việc đơn giản chỉ quét dọn và săn sóc bệnh, nhưng những người trước bỏ việc vì sợ. Hậu chỉ thấy chỗ này dễ thương, đi qua căn phòng cũ, nắng vẫn chênh chênh đeo ngoài cửa sổ. Nghĩ tức cười, sao mình có thể ở đây từng ấy tháng trời vậy cả, để kết bạn với đám người buồn cười. Một cậu nhóc múa may dèo dèo, kêu chỉ nhược nàng ui, nhoẻn miệng cười khi Hậu gọi bằng thằng vô kỵ. Một phụ nữ trạc 30, 9 năm trời dắt qua lá trên đầu thi qua Hậu, rớt ngay phần ứng xử. Trước hết, em xin cảm ơn các đấng sinh thành, sau đó em cảm tạ cha mẹ đã đẻ em ra. Một anh chàng làm thơ không hiểu nổi, nhiều lúc giảng thơ cho qua Hậu nghe, tự mình ngất ngư cười. Câu này tôi không biết viết về cái gì. Một ông đẹp người, hiền hậu, lên cơn thương nhớ vợ mới xé áo quần. Có lần ông lẻn ra ngoài, trèo lên lan can tầng 4 ngó xuống sân gọi vợ hời hời. Hậu dịu dàng kêu, xuống đây với em mình ơi. Ông trở xuống, ở truồng tòng ngồng, ôm Hậu vào lòng. Ông khóc, Hậu cũng khóc, trong vòng tay ấm mà nghe mình lạnh ngắt, khóc cho một trái tim đã chết ngoẻo cù nèo. Chết ngay ở cua bún bò, ngay sau khi thằng cha giết mướn run rẩy bảo, đừng quán tôi nghe, cô quán á, thì quán chồng bà đó. Trong một thoáng, Hậu sâu chuỗi các sự kiện lại. Chồng mình, khoản tiền thất thoát, cô kế toán trưởng chi nhánh miền Tây. Những lời đồn đại mà trước giờ Hậu chẳng tin. Hậu nghe tim mình dở buộc ra, dãy đành đạch rồi nín luôn. Sau coi phim thấy cảnh hiếp đáp éo le cũng không thương khóc được nữa. Hoàn cảnh ấy thì sức mấy mà đau bằng mình. Có lần đi chợ gặp Thường, Hậu ung dung chào hỏi. Xong đứng nấn ná ở đấy, trong tim nó lồm cồm ngồi dậy nhói chơi, nhưng không ăn thua. Nó lặng như tờ. Trái tim đã mắc chứng vậy, nên tội mấy ông đi qua đi lại tán tỉnh tòm tem, nói thương em quá chừng. Hậu cười, thương thiệt không à, lúc trước á, tôi bị điên á nghe. Ai nghe nói cũng sửng sốt, chạy dài. Dù có tiếc hùi hụi, chắc lưỡi, than. Đẹp vậy mà điên, uổng thiệt. Nhưng tưởng tượng thử coi, hai người đang ngủ bỗng dưng giờ bật dậy, lấy dao kề cổ ta, cười kha kha kha, quá ớn. Chỉ Nhâm còn lại, Nhâm cười, ai cũng một thời điên. Vì quá sung sướng, quá khổ đau, vì danh vọng. Nói tới đây Nhâm thảng thốt, cúi đầu. Tôi đã có lần điên vì tiền. Lúc đó con gái tôi đau nặng lắm. Hậu gật đầu miệng ờ, như đã chứng kiến cảnh ấy rồi, đã biết tổng rồi, nhưng chưa thôi dọa thêm. Nhâm không sợ thiệt sao? Tôi điên là quên chồng tuốt lút. Nhâm cười. Tôi sẽ làm cho cô Hậu nhớ tôi hoài. Mà có vẻ như Nhâm chẳng làm gì thì Hậu cũng nhớ, cũng hay nghiêng ngó người ta. Nhâm ở kế bên, hai nhà chung vách. Mới đầu Hậu không thấy mặt, chỉ nghe tiếng cơm sôi, tiếng đập mũi và những cái thở dài xao xát như lá rụng qua rơi. Thằng cha nào mà coi bộ đời cũng buồn, Hậu nghĩ. Đến nỗi không nghe tiếng con nít cười, tiếng đàn bà cào nhàu chạy gạo. Một bữa Hậu mở cửa ra, đá Nhầm Nhâm nhậu say, nằm ngủ đại dưới thềm. Kỳ cục thiệt, không hiểu sao Hậu lại thảng thốt, nghe tim nhót lên một cái. Chết cha, mình với thằng cha này có duyên gì mà gặp ở đây? Nhâm thì tin là có duyên phận, bởi nhìn Hậu, Nhâm thấy thương như gặp ở kiếp nào, hồi nào. Mỗi chiều về, thấy mẹ con Hậu ngồi trước cửa nhổ tóc sâu, Nhâm thấy lòng êm đềm như cỏ. Cứ muốn ngồi gần đấy cho đủ một chòm hạnh phúc, để bình yên nhả khói thuốc lên trời. Nhâm thương cả nhỏ Thỏ, một lần nó bước qua khi Nhâm mới vừa ngủ dậy, thảng thốt, bàng hoàng. Nhâm kêu lên hai tiếng, con ơi, để rồi bẻ bàng nhìn nhỏ Thỏ cười. Nụ cười đó, con gái Nhâm không bao giờ có. Thương Nhâm, nó chỉ thiêu thiểu gượng nhếch môi khi chuẩn bị vào phẫu thuật. Rồi tới một ngày, nó thôi không cười được nữa. Dù là một cái cười thiêm thiếp, xanh xao,
xanh leo lét như mộng mị chim bao. Nó đi rồi. Nhâm nhậu suốt tháng sau, định là sẽ nhậu hết nửa đời còn lại. Đỡ hết biết, một ngày kia mẹ con Hậu đến, chui vào cái hộp kế bên, cười giòn. Họ còn kéo ra sàn nước, chỗ tắm giặt chung, còn xối nước cho mẹ gội đầu. Hình ảnh ngọt ngào vô phương. Nhâm phụ hồ ngoài công trường, mong ngày qua mau, chạy về nhà, có khi chỉ để coi Hậu ngồi giặt áo. Nhỏ Thỏ cười, kéo Hậu lại thông báo tin buồn. Ông đó mê mẹ quá trời. Mà ông coi bộ hiền hen, tại đời cũng buồn quá. Hậu gật gù. Đẹp trai, mũi cao, nhưng để râu tóc quá dài, dọn lên sẽ đỡ hì hởm. Hơi bê bối một chút. Thỏ nói, bằng chứng là bà đâu ngủ đó, con người có vẻ phức tạp, vì chơi với mấy người cũng có vẻ phức tạp. Cái thẹo dưới cằm quá ấn tượng, gặp một lần chắc là khó quên. Hậu nói với vẻ như đã biết rành, nhưng cái tâm lương thiện. Con thấy sao? Mẹ thấy sao? Hai mẹ con bình luận như đang đứng trước mái giặt sắp mua về. Sau đó là một mùa mưa dài, chuyện của Nhâm với Hậu không có biến động gì lớn, cũng đi qua đi lại, cũng bịn rịn trong lòng, cũng giả đò kiếm chuyện nói chơi. Nhưng thay vì trong bối cảnh nắng ngột cả người, bây giờ hai người nhìn mưa rơi. Nhìn nước bò lên ngập đám cỏ đằng trước, mấy con cá nhỏ đủng đỉnh lội tới lội lui, thò ló những con mắt coi lũ người ta chẳng ra gì. Nước tràn vô nhà ngập nửa ống chân, bèo qua dâu trôi bồng bềnh chân giường. Đi làm về Nhâm qua nhà, hì hụi tát. Bữa sau nước lại chảy vào, không thấy Nhâm than, biểu Hậu cứ ngồi trên giường, bôi thuốc lên mấy chỗ nước ăn. Có đám trẻ lội bẩm sủm đi qua hát rằng, ước gì mình đừng ngăn cách, ước gì nhà mình chung vách, anh khoét tường hữu hí với em. Hậu lắc đầu, con nít nhà ai mới tí tuổi đầu mà quỷ quái. Nhâm cười, sẵn nói luôn. Tôi tháo vách thiệt á, cô Hậu. Câu này Hậu coi như là lời tỏ tình. Thì đã là lần thứ năm, tính luôn một bữa đòi góp gạo nấu cơm, một bữa đòi trả tiếp tiền nhà, một bữa Nhỏ Thỏ bị đứt chân mà mắc cỡ không cho Nhâm cổng. Nhâm gắt, thì cháu cứ coi tôi như cha. Một bữa chó buồn thiệt buồn, Nhâm nói phải chúng ta ở chung nhà chắc vui lắm. Vui gì? Chuyện tình này chắc bỏ lửng bỏ lơ như vậy thôi. Hậu vẫn nói cái câu, Nhâm đâu có hiểu nhiều về tôi. Để thay lời từ chối, bởi Hậu gật đầu, hẳn nhiên hai người sẽ lấy nhau. Sau bữa tiệc nho nhỏ sẽ là đêm động phòng, chứ còn gì nữa. Nhâm sẽ phát hiện Hậu có một cái thẹo lớn ở trên vai. Thế nào Nhâm cũng hỏi tại sao mà Hậu không nghĩ ra được câu chuyện gì để nói. Kể sự thật rằng một bữa đi qua cua bún bò, Hậu bị đâm. Sợ Nhâm sẽ đau. Tuần trăng mật chưa bắt đầu đã liệm buồn, dở cười, dở méo. Nhiều khi không thể tin được, làm gì có chuyện trùng hợp lạ lùng vậy. Nghĩ đời thiệt mắc cười. Sao biết nhau ở đây để thương nhau đến mức này? Để rồi nhận ra lúc trước đã gặp gỡ một lần ở cua bún bò, trong một tối đen thì u ám vàng giọt, mà cái vệt sắc lạnh của con dao lại lóe lên.